Yo. Gieo là la hét lên, Yo. sell là bán. Taxi. 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 Teachers là các giáo viên. Math, toán. Goodbye, tạm biệt. Excuse me, xin lỗi. T. T, T. trà. C là biển. No, I am a math teacher. Không, tôi là một giáo viên toán. Teacher. T. T là trà. Teacher. Sat. Sat là đã ngồi. Sat. Động từ bất quy tắc quá khứ của sit là ngồi. You are a bus driver, right? Bạn là tài xế xe buýt, phải không? Tea with milk, please. Vui lòng cho trà với sữa. Không liên quan. No, I am a taxi driver. Không, tôi là một tài xế xe taxi. Vậy là câu nhì nhé. You are a bus driver, right? No, I am a taxi driver. Find. Find là tìm Find. thấy. Fond là quý, mến. Excuse me, you are a math teacher, right? Xin lỗi, bạn là giáo viên toán đúng không? Store. Store là cửa hàng. Store. Shore, bãi biển. Chào buổi chiều, Lisa. Good afternoon, Lisa. Good afternoon, Lisa. Yes, I am a bus driver. Excuse me, you are Lisa, right? Xin lỗi, bạn là Lisa phải không? Lisa. Good afternoon, Lisa. I am Ben. I am a student. Ben là ai? Ben nói, I am a student, là một học sinh. Hoàn thành câu này nhé. I am Ben and I. Thiếu động từ to be đúng không? Tôi tên là Ben và tôi là một giáo viên. I am Am a a teacher. Tôi là Ben và tôi là một giáo viên. goodbye. Cảm ơn, xin chào, tạm biệt. Goodbye. Good afternoon, you are a student, right? Chào buổi chiều, bạn là một sinh viên phải không? Hay là một học sinh? You are a, thiếu mạo từ nhé, cái chữ a. You are a student, right? Part. Part là một phần, Part. còn port là cái cảng, cảng để tàu bè đậu đó. Part.